Mulinadora có rất nhiều các hoạt động dành cho các chị em phụ nữ, các doanh nghiệp và các thành viên. Trong đó thì có các buổi business tour, business lunch và các khóa học cộng đồng để phát triển bản thân. Ví dụ như là các khóa học về tạo dáng, học TikTok, học livestream và học nấu ăn. Sắp tới thì sẽ có những khóa học về cân bằng cảm xúc. Đó cũng là những khóa học rất là bổ ích dành cho phụ nữ. Song song với những khóa học cộng đồng thì Willin Aurora phát triển cho các thành viên trong Willin Aurora để đồng hành cùng với doanh nghiệp của họ, làm thế nào để phát triển doanh nghiệp của mình hướng tới cộng đồng.